cũng thường là hà đồ như thì mình chỉ cần và uống thuốc thì mình nên cân nặng. Rửa tay thì cái tê ta sinh nó rất là phổ biến. Những cái thuốc đó hai là nhỏ thuốc có kháng sinh ra nhỏ như luôn. Thế hầu như mình không được sử dụng hôm nay thì thế là nguy cơ bị tật rất là cao. Nên phải có sử dụng thuốc không nên dùng gì. Làm việc rồi thì tốt nhất là mình nên nghỉ ngơi này, ngủ nó phải đủ rồi, thấy chưa? Đó, và hạn chế những công việc nặng nhọc. Và đặc biệt có nhiều bệnh nhân có thể có nghỉ ngơi trong thai kỳ thì thứ nhất tuổi 1 là mình nên nặng, không như là mình khuyên bệnh nhân không nên, thấy chưa? Tuổi 2 có những sản phẩm tốt nhất thì nên cân nhắc và nhẹ nhàng, vì có một vài trường hợp là có bao là trên 6 có thể tiếp tục và hỏi này đâu. Có thể là một tháng chẳng. Nói không, phải là tại vấn đề, không phải là tại vấn đề. Khi em đi lâm sàng em sẽ gặp. Có thể họ không khai ở bên đâu. Nhưng mà khi có thể một vài năm thì bà vợ đã quan trọng em lên kia thì sẽ phải vợ không vợ có người nhấn rất là khoảng trường khác hoặc hấp bổ không hết. Mong họ vào và xin nó nhưng mà không tắt được. Và lý do thế nào? Thì có thể do nhiều nguyên nhân, có thể do sáng trở nên trở đòn mái nhà, thế chứ? Ngã đá hoặc là việc làm khi lên cộng phản ra cả ngày còn đêm những kêu một chết có thể lên suy dụng. Thôi, thế. Rồi, tiếp theo về sinh năm 2 kỳ. Về sinh năm 2 kỳ. Nhân, bên người phụ nữ đã giảm thì việc trong 2 kỳ, các đối hạn về. Thì, thứ nhất là cảm nhận cái gì dễ cũng đấy, mà cùi lên cái đấy là khoảng tỏa má. À, cô người rộng rãi đi rất là dễ ý vì viêm vẫn đau hô này nên phải tạm rửa đun sôi và về sinh phụ phần sinh dục và thực rửa ấm đào nó là nguyên nhân không phải mình không nên dùng nhá. Rồi sổ hãm hại cái sổ một mình nhân khi hãm hại lần đầu tiên thì cái sổ nó rất là dài thì lần đầu tiên mình phải đến kỳ đến tuổi hai hãm thấy chưa địa chỉ nghề nghiệp dân tộc liên sử sức khỏe đến tuổi này tuổi hai này điều kiện thì lần này nó sẽ có ít cho em lần sau có thể lần đầu hạng của em lần sau họ đi hạng của người ta thì họ không cần phải khái là này nhưng khi cái sổ hạng hai lần đầu là gồm rất là nhiều sổ bên này và cũng như là lên chuyển tới đấy đầy đủ để nghe hạng có thể lần thứ hai thì chỉ cần ngang lên chuyển hạng để cáo được cũng vào cùng nhiều Việt Nam có hay không tiếng hai Việt Nam con thì phải ngay cái tuổi và ra như sinh hiện nay khi có thể hạng hai thì trở lên cái số phản ứng thấy hiểu không cái con ba của sáu không phải lên cái tiếng của chị cái tay của hạng cái cả hai cả thì con sổ nó từ những cái đó đúng chưa thì hiện nay là có đồng đó và khi em phản xong thì được hai đề tài là có chấn thương hay không mà một phản tiền cổ không và lưu ý gì sau khi đó là phản tiền theo chứ và cũng có cái chú cơ hữu tiền cho họ dàn dòng nên đọc cái nó sạch rồi quý một có thể một cái nhất để khả năng hoặc là đầu tiên bởi vì đến hai ngày hoặc là đi sớm rồi chẳng có thể đi đó đúng chưa thì em có thể cân nhắc có thể theo họ thẳng này lên để theo họ trong quý một để họ sang lọc đúng chưa họ có thẳng này đi khai có thể khi họ họ là khi em là họ thẳng lên là quý một một tiền rớt thì họ mẹ em thấy hẹn họ vào lên thứ hai và thứ hai thì em sẽ tiếp tục như vậy và tiến vào một bảng buồn tiếp theo để lên chưa đủ và quý ba đây quý ba là quan trọng để em biết rằng họ nên sinh ở đâu thế nhỉ và một ba mẹ sắp xếp họ cần phải chuẩn bị những gì áo quần thế nhỉ có như thế nào và biểu hiện nào sẽ tạo bằng cái hò là bất thường gò đèn nó hay là sắc đẹp và hướng dẫn cho bọn này cũ và cũ sợ đẹp đây là kiểm dụng của em vậy quản lý hai em em thì một ba mẹ sẽ được quản lý hai em ở đâu có bao cả sĩ tư không hẳn là sĩ tư đăng ký tài như thế đâu đó là cơ quan của địa phương thế nhá tốt nhất họ sẽ đến quản lý này do vì bên thân cổ bên anh nhiều người đặc biệt ở về anh lên nên ai lời năm trăm mình cũng sống một sáng đấy đi đặc biệt khi đi cộng đồng thì không như phụ nữ ở trạm như thế họ sẽ có một cái sổ à phụ nữ ở trong thôn phụ nào phụ nữ nào đang trong độ tuổi sinh đẻ phụ nữ nào đẻ là phụ nữ
người này là đi xa học chưa? Này thì em chưa để họ biết là khi mà họ lo về họ có thể hỏi người này đi xa học cũng thương bổn cũng này. Thế nhá, học là tới được đi phản thái nó sẽ hỏi đi phản này. Khi họ đã có cái tiếng ở xá là thuê đủ thời gian sau mà họ đi phản được. Mục đích của bảng lý thay là thành công nhất. Rồi, mục đích của bảng lý thay này là gì? Thứ nhất là có thử thái ứng thương hay không? Thứ hai là gì? Bất thương đang xảy ra trong thai mẹ cả từ 1 và từ 2 và từ 3. Và phải đồng ý họ là định tiến bằng đường lá. Thứ nhất, có những cái nhóm thích, nhóm thích cùng phố khó khó, thích uống gần nó cũng đi lên thích uống lá. Thứ nhất, tôi hưởng nghiệp âm đẹp về sinh và từ nhóm sắc con. Và nếu như mà thái nguy cơ thì những tiền thò đó họ nên tuyển tên được tìm. Và biết được tuyển lục ức. Tuyển lục ức thì mỗi tài như thế có những tiền văn văn và làm sao mà mở tài như thế nhưng mà không vô lùng thường. Thì đặc biệt ở dưới chỗ khu tương án này mà sẽ có một cái nhóm có thể ăn năn. Nếu như có dấu hiệu nghiệp nhà trong thời gian này thì có thể lên thứ nhất ở điểm 2, thứ 2 lên điểm 2. Họ và họ cấp cơ thể đó thay bằng một cơ thể chuyển về. Nhớ, thì đó là khi mà họ nhận được cái vấn đề em quản lý thay ở địa phương một cách tốt nhất thì em sẽ được thưởng lời từ rất là nhiều thứ. Khi họ biểu em có câu dân thủ sáng và họ tặng em một cơ giấy. Đúng nhớ. Và khi em có những hình dụng thì em được thể em đi thì em cũng cần phải nói tạm như thế này. Nhưng khi cái nở lục quá chỗ nào nó lục bằng ra sao ở bên kia khi đó các bạn có thể là một trong những người hoặc quản lý tổ, tài lý phương đó. Và nó sẽ đang giảm cái định mềm từ bóng cho ba mẹ nó sẽ xin để cho con người đồng nó sẽ xin thức thần. Rồi, đây là cái sổ. Đây, bà mai hai mẹ em học ba đợt đẻ chưa? Em học ba đợt đẻ chứ. Chứ học ba đợt đẻ, nếu không ba đợt đẻ nó phải ba đợt câu dài. Cố sẽ hai chị dài ná mai sử dụng tích cực ngay lòng đá và phân một sản. Thì có thể cho em quay qua và cho là video đợt thẻ hết. Chị đặt cái mắt cửa chị đây mới chọn thắp không được đây này rồi sự tỷ giá đồng ba vì về cục tiền nhà và bao nhiêu giai đoạn ba đấy cô nhìn nhà có ba thì sẽ bắt đầu tư quý hai lần ra xong thì sẽ bắt đầu chuyển sang lần ra lần ba. Em sẽ được học văn với chị Trần Đại nhé. Nó rất ngắn gọn. Em lên sẽ em trong phòng bàn nhé. Đi hẳn gọi đến kia rồi nhé. Cái phòng ốc ký ạ. Cái cung được gói lên. Em sẽ bắt đầu hình như là thẻ ta này. Thẻ đủ thẳng này. Đấy là một nhanh một hồn của cung. Được chưa? Nhanh không qua nó máy đấy. Rồi, bong nhanh đi. Thế là cung bắt đầu có thể như trong hợp khối đó. Rồi vỡ ra. Như khối vỡ, người không. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ đạt hiện tượng xóa mở khối tứ cung. Thế là sau khi xóa về mở về khối phân thì sẽ hình cá rõ. Hình cá rõ 1. Thế là bắt đầu nhanh là 2. Thì ăn đào thì ta đang nhỏ đấy chứ rồi đã tồn công mình đầu là đầu làm dân mở ra đầu em sẽ bắt đầu đi xuống trong trong tuyển công và em thấy kiểu đây gọi là đẹp ăn đào thôi là giảm thở gá thở thẳng hơn so với thương này và thay như sẽ bắt đầu là xuống này đầu là xoay như thế này hoặc là xoay xoay tóc về cái từ tư thế tốt nhất của nó cuối tổ hơn này. Thế là đâu là gập cổ phân này, xoay cong này. Thế chứ ạ? Và sẽ bắt đầu hồi xuống. Tính tiền xuống. Đây. Đây không phải là cái đầu dưới này. Đoàn cổ dòng phân đồng thắng ra đầu này. Thì đầu thế này. Thì bắt đầu là khoảng ngang còng bằng. Đầu dòng thấp. Và sẽ bắt đầu tiền đường. Này. Mình có thể cắt bằng đường này, từ chiều hoặc đường bên. Yeah. Và để dàn đường tốt thì mình sẽ không cần phải cắt, và mình sẽ đẹp. Rồi tôi đẹp. Đây. Thấy chưa?
con thì mình thở vai từ lúc thở vai xong nhá, và sau khi em thở ra xong thì sẽ bắt đầu giai đoạn mình học ngay thôi, là giai đoạn sự tỉ giai đoạn ba, thế nhá, giai đoạn ba giai đoạn số số ra rồi lại ra rồi. Và mình sẽ bắt đầu tôi ra đó nha. Đúng rồi. Sao Tuyến đi lớp sang rồi? Sao bỏ đi lớp sổ không? Đi bổ? Hai sổ. Rồi. Về kia thì đi đâu nè? Cứ nghỉ lên sổ cho nên là sổ cái gì đây? Sổ cái gì? Bán lọc. Đấy, bán lọc. Rồi. Rồi. Tuyến đi cảm thấy khó quá. Nhưng nó sẽ rất kiểu đúng. Thì em nghĩ nó sẽ bóng theo kiểu gì đây? Đá bóng theo kiểu gì?
kiểu này là kiểu trung tâm như ngoài Vinh, trung tâm như ngoài Vinh, ngoài Vinh các bạn cái này là kiểu trung trung tâm đấy, họ đi từ từ giữa và ra ngoài từ trung tâm ra giữa lẫn nhau. Nồi sạn hàng, các em nồi sạn hàng là cái gì đấy? Có hiểu chứ? Nồi sạn hàng là cái gì của Thái còn có nhau đâu? Mang hộ. Đấy nhỉ? Cái kia phải một cái nhau và phóng ra đấy để cái mang hộ rõ một tớ. Như vậy à, thì là đang phóng theo kiểu cái trung tâm như này, nó kiểu này là khi là sọ căng. Đấy nhỉ? Và nó kiểu khoảng cả năm không căng. Và kiểu này sẽ là kiểu ngoài vi. Vì vậy thì em nhìn theo em chưa được của em này là bóng theo kiểu ngoài vi, từ một quả bóng từ kia vào và một quả bóng từ trung tâm ra. Thì cả sao khi bên lâm sàng có thể thấy là bảo nhiều hơn nhá, một cả là từ trung tâm, một cả là từ ngoài vi thì cái lâm sàng thì nó sẽ ra bảo nhiều hơn. Ngoài vi vi thiên bóng như kiểu trung tâm, từ trung tâm ra thì cái bảo nó sẽ ra sự gì bởi nhau chịu lại bảo không cần con người hình thành là kiểu bóng bởi nhau đến lại được, nhưng mà kiểu ngoài vi nó thì là bóng một chức năng nó chạy ra từ nhau nhá. Và sự việc của nhau là và mang cùng là ra trước, mang cùng là cái mặt cạnh nhau thế là sẽ ra trước. Và kiểu bóng này là khoảng 25 phần trăm và nó rất là dễ sợ, vì lúc mà cái đó ra cái mang bên hai bị sợ khác á, vì kiểu này là thấy kiểu bị sợ hơn rồi. Nhưng cái hình này chứ ai nhưng cái hình này thì em hiểu được những gì đến cái hình này. Đây là một cái hướng đây, năm 15 đây là cái đầu rút, đúng chưa? Đây là bắt đầu của giai đoạn 3, đây là khi nhau ở đoạn thấp, đoạn dưới chúng ta kết thúc giai đoạn 3. Khi em nhìn một hình này thì em mô tả như thế nào? Đây là giai đoạn khi thang ở đoạn. Thì về cái hình này đây, theo cái hình như này. Tự nhiên là hình lên tận hình là rồi, vừa đủ rồi. Đấy. Ê, khi em hiểu được cái này thì em bắt đầu hiểu được à, thẳng hắn nhau là bóng nó đây. Thứ nhất là từ cũng có, không phải là có lên, nó là cao lên. Mà cao lên em thấy có tay cái hướng đấy. Đấy chứ, tay cái đó ngã còn mấy hai rồi đấy. Tay từ cũng là tự nhiên mà mình cao lên thế này. Bắt đầu dưới nó kinh ra, nó ra một sợ. Đấy chứ, khi những cái này đi học thì sẽ có đấy này. Thứ nhất, em phải tự nhiên mà dây độ mà nó kẹp cái bánh như vậy, hoặc cái bánh mà tự nhiên mà chạy và đi xuống thấp như thế này. Thứ nhất, thứ hai, mà nó chạy nó phải lên cao. Thứ ba, lại tự cung mà lên cao như vậy. Thế nên, em phải tự nhiên là... Đây, thấy chưa? Tự nhiên em đang kẹp một cái dây cô xe này. Tự nhiên là cô xe mà tự nhiên đi xuống thấp như thế này. Thứ nhất, thứ hai, mà nó cũng không ra. Thứ ba, từ lại cũng phải đến cao này, à, khả năng nhau là bắt đầu là bóng cũng đồng nghĩa là tăng được nhiều lắm, tiếng lớn tăng a là nhau là bóng, thấy chưa? Đó là cái đơn giản. Và khi nhau bóng ra xong thì tử cung là sẽ có thêm một khối cơ bóng con thì như thế đấy, đó tử cung. Đấy là thêm mô tả cho em. Thì đây đoàn giá đầu tám là sẽ thay thế như thế nào? Rồi. Đây, đây là khi tử cung đó. Cháu là đoàn thấp, hay là tự cúng khi mà nó chứa bóng, còn đây là tự cúng sau khi nhau là bóng rồi. Đây là đại đại lâm sàng. Và sau khi bóng xong rồi sẽ có lại cắt thêm một cổ an toàn. Vậy có những trường hợp nào? Vậy thì nhau bóng sẽ có rất là nhiều cắt. Thường theo tự nhiên là ở nhà sinh, em bẻ ra, nhau ra. Thì cả đó, cuộc con đấy. Này, đúng chưa? Đó từ lòng những người ở nhà họ từ đẻ từ cắt rốt từ ăn đến cũng có chi hết em bẻ với nhau ra từ cơ có thể như vậy nhau ra người từ nhiếp bắn cục nhau từ bắn khi là cục con nhỏ sổ ra từ lòng đấy nhá. Còn bên lâm sàng mình sẽ hai tám thiệt đó thì hôm nay là sẽ từ bóng xuống và mình khi mà sổ mình sẽ có cá thể một phần bên lâm sàng là hai tám nha. Và sổ nó nhân tạo thì mình sẽ đưa tay vào buồng tử cung và người lại nhéo ra. Thì có thể, trường hợp mình có thể đi này, rất dễ đổ, để đi một kẹo. Mình có thể phóng lên cái này. Hoặc là rau cầm tù.
Đấy thì nghe ráo căng tung, nó ráo là nạp bóng rồi. Nhưng mà cái con đứa là súng nó mọc chặt cái ráo thế này. Thì nó cũng có đưa nên nó ra được. Thế chứ, khi họ gọi là ráo căng tung. Và ráo bảo chặt có nghĩa là nó bóng rồi. Đấy chứ, khi nó ráo bảo chặt thì sẽ có hai loại là ráo bảo chặt hoàn toàn. Sau đó bảo chặt không hoàn toàn. Để như không hoàn toàn thì anh còn họ có thể ráo bảo. Nhưng mà ráo bảo chặt hoàn toàn thì nó rất là một tích một mặt nó nào lắm đấy. Vậy thì khi đó sẽ có thể đưa ra sẽ ra họ nữa đâu. Rồi thì gì là bạn đặt đến thì đẹp với nhau được. Thì đó lúc không nên sẽ đưa vào phòng mổ của thân bông. Đấy, đó, đặt. Thì đặc biệt là hãy xảy ra những trường hợp mà họ nào vô từ vốn từ đó đấy. Rồi biết đưa nó là bạn đặt nó ra đang người đặt đấy. Rồi, sổ ra. Về, hồi trước, thì dẫn như là sổ đó từ đồng bề như món ăn như cả hồng cơ, đá bóng tự nhiên, không sử dụng oxy sinh. Mà sẽ cho ráo bóng khoảng từ 80 tuổi như vậy, đúng chứ? Các loại lên mặt thì hình ảnh và sổ chạy ẩm đàm. Di chuyển hành chức có hiện tại nên là đưa kiểm quá xử để tích cực giai đoạn 3. Vậy mục đích của suy tử là gì? Khi em sẽ xảy ra này, mình có thể làm nghiệp phản bóng rau. Khi em sẽ đẩy 1 lên giai đoạn từ dưới xuống như vậy. Em sẽ ăn giai đoạn là bóng 2. Là em một tay em đẩy từ cũng lên cái điểm như khi em sử dụng cái đồng bán như vậy ra về cái chế độ về đi theo em khi được cảm giác được cái bóng khi họ ở ngoài nhìn nó bóng ra khi sử dụng giá đồng bán nó sẽ mục đích là nó sẽ đi không tam huyền sáng sinh thì em phải điểm từ cái đang không nhá mình không thể sử dụng tiếp tục cái đồng bán mình đang thường được đâu không phải là em bóng ra là em đi đâu suy sinh thì em phải thứ nhất em phải là tiến bắt oxy sinh được. Cái đó em kéo như đồ thịt xóa và bốn con phòng tiếp theo là xóa cảnh của tôi. Là sẽ vô quả má được cái tên sai họ. Nó sẽ phá xạo bước chăm sóc tình yêu sau đây. Sự ý nhé. Xạo bước chăm sóc tình yêu sau đây sẽ lâm cái lai băng. Lâm cái sự ý cho đồng má qua phòng xạo của mình. Nhưng tên năm sau khi để biết cái má được vô tình này. Ô xin xin em tích mấy đơn vị. 10. Em tích bằng thương nào? Tiếp ạ. Về trong mổ họ có chức tác oxy sinh không? Cũng như em tặng cho các bạn về trong mổ họ sử dụng tiếp tục giá đồng hóa bằng cách gì? Họ không có khác, truyền tự mặt. Truyền tự mặt hay tiếp tự mặt đã dòng. Tiếp hay truyền? Tiếp là bắt này, truyền là hẳn này. Truyền là bỏ qua dịch xong. Thế em khi họ nói gì thì đến là truyền oxy sinh ra thì em nghĩ là bỏ qua dịch đúng không? Có. Còn anh em nghĩ tiếp. Khi họ hãy nghỉ tiên người đơn thương họ sẽ tin được điều. Khi đến lăng thang, cái bản chất của chủ oxy sinh là sự bảo tạng của là giảm mặt. Khi giảm mặt thì nó hài lại. Đấy chứ? Khi em với tế đang không hồ thì cả cái phù của tổ chức tế là nó đang hài lại rồi. Khi oxy sinh này, họ thì hãy tin bắt họ ra hoa thì có thể quyền được mặt. Và họ có tin tận mặt tự tiện là phải lưu ý em thương đó nha. Và thời gian là bạn huyền họ bán cùng. Đấy. Đó. Để em biến qua tiên tịch mặt, chuyên tịch mặt khi nó sẽ đạt được ngắn nó khoảng 1 phút, nó rơ vào bản dùng. Nhưng tiên bắc có thể nó từ khoảng 3 phút cùng, nó sẽ cài đến cái bản dùng thuộc để em biết. Rồi, tiên bắc 10 đơn vị. Thì em chỉ tiêm khí mà không còn một thái nào cả. Về quả trường hợp nào mà họ tiêm mà họ thực đất tiêm có suy sinh không? Em nghĩ ở khi nào đó? Khi họ đạt xong 2. Thì nguyên tắc của đẻ sóng 2 sẽ luôn luôn có cái định vật có suy sinh sóng họ định tiêm được không? Đấy chứ? Khi đó là bên đâu phải tiêm với đồng nghiệp đó họ còn đi họp khi em trong lúc chơi khi em chơi để đẻ hai thái họ còn tiếp tục khuyên để tiêm tướng đó là bởi vì sau một cái cuộc đẻ bây giờ cũng học sẽ học được học nghỉ. Đấy chứ? Khi là bây giờ lớp vào trước sóng 2 là em khuyên một cái định làm đơn vị thôi. Còn đấy là khi mình chỉ trích người đơn vị khi mình không còn một tháng thôi. Đấy chứ? À, và em kẻ dây đổ thì em phải kẹp cái dây đổ sẵn này đi làm sao thì em phải rồi này một tay của em phải đẩy cả đường ống lên và một tay em sẽ trả lời ngáo và khi được ngáo sổ theo kiểu này thì em nghĩ là theo bóng thân ngay là kiểu gì đây rồi là đấy một trung tâm và nếu như được như thế này thì là kiểu gì nhìn thế này như này là kiểu gì này kiểu là kiểu ngoài vi kiểu trung tâm và cái mang gồm là lá trưởng đấy mình củ nhau là lá trưởng đấy và cái mang nhau là con mắt đóng đấy thế nhỉ khi những trường hợp này rất là lệ sản ra thì sẽ có thể dùng cái ly hoặc là dùng phấn em kèm vào cái mang đấy và em kẹo nhẹ từ từ
thế thì em cũng giật màn thiên giật màn thi thì nhau đi đi ra còn phải mang nó sống thì em sẽ rất khó làm đúng chưa à. Và thì tổ nó xóa xóa cả đường công thì kiểm tra nào khi mà em đã học Husky rồi phải đủ mặt mũi này chế độ mà ở đâu này đúng chưa trung tâm ra ngoài đi này rồi bây giờ trường hợp chế độ mà mở mẹ riêu và nóng thế này thì sẽ có những cái bệnh nóng như này đi ra ngoài luôn thì mình thể nghi ngờ là có bệnh nhóc túi không. Đấy, lúc mà em bóng cái lực nó chỉ có mạnh mạnh nước mù, nó không ăn nước mù vì về nguyên tật tim cực kỳ bị bệnh. Vì tỷ lệ độ khoảng là mạnh nhau hoặc là mạnh mỏng nào mới ra ngoài không? Và kiểm tra màn và đủ nhau đó, đủ. Như vậy thì là được quyền một tiền ra. Thấy chưa? Đó. Và khi em đi ngồi được việc thì em phải cấp nhau này, nhau thế này. Vì lúc mà có phân mũi rất là rõ ràng, lúc em mở cái bàn nhau ra quá thì em sẽ hợp. Và em tưởng là khó. Nhưng khi em cấp cái bài nhó, kỳ bài nhó, lúc lên nó không phải khó đâu. Thế nên phải gặp lại để phát triển là tôi thực sự sợ không? Đây, đây là đủ thắt luôn. Đấy là dây đủ thắt. Bằng bia là nhó. Bằng ma nhất, nhưng thuộc cái bằng ma được ra là bằng thẳng là đi vào. Vậy, khi mà nó vỡ mặt ở đây, theo mà nó vỡ mặt màu tiên, tên là Pasa Previa. Thấy chưa? Và đi ra rất là hiểu ngọc, có thể hai gặp những người tâm thần tổn vào ra. Thì lúc bên tiểu ở bên phía, đọc những người bạch mạng ra trước ra, có phải là sẽ khả năng hơn, hiểu, nó sẽ đến mất học, và trả những người bạch mạng ra. Và có một cơ hội bạn bè, nó đi mát sát ra, thành học cái vợ xong tới bạn bè, đẻ rất nhanh, không xóa cả người, còn có mất đi thì học bạn bè. Đấy nhá, đây là cái này là gì cho? Tổn phát đúng, rồi. Hầu sạc. Vì em hãy lên sang một tỉnh nhạc phái, thế là không phải như phái, không phải là tên hầu sạc thường. Thế nhỉ? Hầu sạc thường, thế thì các bạn không phải là hầu sạc thường. Vì thế, sáu sinh, rồi là có thể có sự rồi thế chưa các sâu tâm sinh ra rồi đi rồi thế thì em đi vào em chỉ hỏi đây là ở ngã ba bà mẹ thế chưa đi đây họ má cô bà mẹ qua được cả bà thế chưa ông sàn là một cuộc sinh thường có khá kiến gì vì bác đang ngôn mà rất đơn giản khi nào không nó là bình thường đấy nhá. Khi nào nó phức tạp như thế nên phải có ngang câu bên trên hoặc đàn câu hoặc từ đất đi nó còn ngon năm đó mình còn ngay và tại sao sinh là ổn quyền không ngạc bỏ gì đi cả chứ không cắt vậy hậu sản thời gian bao lâu mấy cỡ sáu cỡ rồi sáu cỡ đấy thời gian ở đây này rồi đây là một cái đường cung sáu sinh đấy nhá. Học sinh là có thể ngã đổ vào đường tiên là như vậy khoảng 13 tháng cả. Và sau một cái tử cung khi không học sinh là khoảng 1 kỳ ngã và cũng 2 kỳ học sinh là bắt đầu là dòng lại nên là chuyển cung. Đấy. Và một cái tử cung sau sinh thì họ sẽ bỏ má như vậy. Thì sau khi nhau lại bóng ra thì từ một cái tử cung to như vậy khi mà đốt ra hay một khối thì khối đó hoặc là đủ cao á. À, và mỗi ngày thì cũng có bỏ cái tổng sản dịch thì một lần sau đây là có bỏ và được ra là có hồi một ngày là trở nên các nhỏ lại cũng hoặc một sản dịch đấy. Vậy rồi mà tử cung đây như cái hình này hay là tử cung hay là tử cung mà nhé thì nó sẽ bóng ra để nhất anh tính vậy và chỉ là mang lần lần qua sản mạng của tử cung đấy thì nó sẽ bóng ra và anh phải tiết tưởng của nó sẽ bắt đầu rồi nhỏ học dân như vậy có thể sẽ làm có hai giai đoạn giai đoạn thoải và giai đoạn thẳng tiền khi thoải tiền một bên có thể giai đoạn thẳng tiền nhé giai đoạn thẳng tiền này là nó sẽ bắt đầu lên giai đoạn khá ngang còn khá tăng sinh tăng sinh như chu kỳ sáu và chu kỳ bảy như vậy thì nếu như khi nó sẽ cả giai đoạn thoải hai không nhưng mà cái giai đoạn và giai đoạn thẳng tiền này
khi là dễ bắt đầu khoảng 3 đến 6 giờ sáng sinh và tùy vào estrogen và progesterone của chị chu kỳ hành tinh nữa. Đầy đủ là sẽ tăng cường rất là tốt. Và đặc biệt có cái giai đoạn mà ở vị trí của nhóm bạn thì đôi lúc là ngồi vào cũng có lúc có thể là phát triển lại chậm hơn so với những vị trí khác con là cái đoạn mà nhóm là bạn vào từ cố ấy ngồi vào ấy khi nhận có sự phát triển và đôi lúc có thể chậm hơn những vị trí khác rồi. Đây, và em nhìn cổ cung, đây là cổ cung của người con gì? Sao em là? Đấy. À, vậy có khi nào họ người ta họ một đẹp mà cổ được cũng mà vẫn thế này không? Thế em nghĩ vì sao? Như thế nhỉ? Em đặt ba ba một không một nâng cao lý do mổ để thắt mổ để thay là họ đâu đẹp đâu thế nhỉ? Thì có người mổ nâng cao lý cổ thì cổ được cũng như thế này, có người nâng cao lý mổ cổ cũng như cái cổ được cũng như thế này, thế em nghĩ lý do vì sao? Nó không phải lúc nó xó, phải lúc nó dài đấy nhỉ? Với việc là không dài là cổ được cũng mỏng và mềm thế phải lên mình học một cách đá vân như vậy như đặt cho em một câu hỏi úp câu trả nó sẽ bổ đúng thế này nhá. Bây giờ đặt cho em vé người đi thăm mắt nhá, để mình học nó như bệnh nhân ta đặt một việc họ chưa chịu gắn nó cổ cũng như thế này của khi khác họ còn bổ cũng vân họ đẹp cũng vân nó cổ cũng vân đẹp như thế này. Cái bỏ những cái trương phải này bổ bổ đẹp nó gian gạt như câu thứ cổ cũng không sao để đẹp được rồi không không bị la cổ thương cổ cũng hơn nó giảm cái tổn thương hơn thì nguy cơ người ta lại tập tê bê thì lại người gây ra kháng sinh của cũng có những cái trường phản như vậy thì ra thì khi nào cần tập cô gắng cổ cũng như thế này mà cô gắng cổ cũng như thế này nhé. Thế là từ một bệnh nhân mổ vì thiên sản dần nặng rồi bị heo và một bệnh nhân mổ là vì chuyện già dân tế đấy nhé. Thì ra thì cổ tử cung của thiên sản dật sẽ là ai vậy? À, con gái. Bê, vì sao? Vì là đúng rồi. Đúng rồi, khi mà bệnh nhân là con đôi thì tương xuống và con đôi còn tiền tương già cổ tử cung thì dù em còn mổ lại nhân nữa ấy nhá thì cổ tử cung ánh sản qua đây khi cổ tử cung có thể là còn mềm. Nhưng mà khi em mổ tự động hoặc hiện ra cổ cuối của bệnh nhân còn chưa có thì hiện tượng sọ mở ra đôi lúc em thả phù hóa mà đây khi lúc đó cần ra một cái hình thức cổ cuối không sọ như vậy thì cách để em học lên như vậy nhưng mà đây làm sao lúc họ sẽ cá rồi đây thì bên cổ này thay mình sẽ mổ vào đoạn dưới và bằng cái cổ đó là đoạn néo của tử cung ngoài thái kia là đoạn dạng cầu là sẽ nâng không phải nắm khi mà chuyện làm tốt thì nó có thể sẽ da ra nhà nó còn tươi